Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyển động cùng Weibo. Lần này, chúng mình sẽ điểm qua các trận đánh có thể xảy ra trong V-Cod of Ragnarok mùa thứ 2, hay khi nào thì manga Kaguya-sama Love is War kết thúc. Không dài dòng nữa, cùng nhau ngồi xuống và thưởng thức những tin vắn của tuần vừa rồi nào. Mới đây, website chính thức của anime The Eminent Inside-Out đã tung trailer highlight hai nhân vật là Beta và Gamma. Cùng với đó là ngày phát sóng vào tháng 10 năm nay, anime sẽ được thực hiện bởi Studio Nexus cùng với một đội ngũ chuyên nghiệp có thể kể đến như đạo diễn Naka Nishi của Darwin Game, biên kịch Kanichi Kato của Black Clover. Còn về nội dung thì tôi đoán chắc chả cần phải tóm tắt các ông cũng biết rồi nhỉ. Hãy cùng Weibo Time đón xem anime này nhé! Izirai de Nagatoro-san, hay với tựa việc là đừng chọc tao nữa con mọi đen này. À nhầm, phải là đừng chọc anh nữa Nagatoro, là anime tình cảm, hài hước, ecchi, chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Nanashi sáng tác. Phần anime đầu tiên dài 12 tập đã nhanh chóng nhận về những phản hồi rất tích cực. Và sau khi phần 1 kết thúc thì phần 2 cũng đã được bắt tay ngay vào việc sản xuất và dự kiến sẽ ra mắt các fan vào tháng 1 năm 2023. Mùa thứ 2 sẽ đem đến nhiều câu chuyện mới hấp dẫn hơn, hài hước hơn và hỏ nhi hơn. Studio thực hiện phim sẽ là OLM, cái tên đã tạo ra Summertime Rendering và Komi không thể giao tiếp. Tạp chí Young Jump số thứ 31 đã tiết lộ thông tin rằng manga Kaguya-sama Love is War sẽ kết thúc trong 14 chương nữa. Nếu không có gì bất chắc thì cuộc chiến tỏ tình sẽ chào tạm biệt khán giả vào tháng 10 năm nay. Kaguya-sama Love is War với 3 phần anime đã nhận được sự đánh giá rất cao từ các fan hâm mộ. Thậm chí mùa gần đây nhất còn xoán ngôi vị trí số 1 của Fullmetal Alchemist với 9.16 điểm. Với sự đón nhận tích cực từ khán giả, anime Record of Ragnarok đã được bật đèn xanh cho mùa thứ 2. Trong phần đầu tiên, chúng ta đã đến với 3 cặp đấu mở màn cho Ragnarok, bao gồm Thor đấu với Lữ Bố, Zeus đối đầu với Adam, Poseidon đối đầu với Sasaki Kojiro, và tỷ số giữa phe thần và phe người hiện tại đang là 2-1. Theo chúng mình dự đoán, mùa thứ 2 này cũng chỉ có 3 trận đấu, đó là Heracles với Jack the Ripper, Shiva đối đầu với Raiden, và cuối cùng là Bisamonten và Đức Phật. Chắc ông nào đọc manga cũng đã rõ phần thắng thuộc về ai, nên chúng mình xin phép không được spoil kết quả nha. Là một trong những manga có tuổi đời lớn nhất trong ngành truyện tranh Nhật Bản, Bastard cuối cùng cũng đã được chuyển thể sang anime, và không ai khác ngoài Warner Bros. Japan rồi. Theo kế hoạch thì anime sẽ được lên sóng trong năm nay trên nền tảng trực tuyến Netflix. Cho những ai chưa biết, Bastard là manga do Kazushi Hajiwara sáng tác, ra mắt vào năm 1987, lấy bối cảnh hậu tận thế và sẽ xoay quanh về cuộc chiến đấu với quái vật của Dark. Mamahaha là tựa light novel sáng tác bởi Kamishiro Kiyosuke, tác phẩm đang nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, và dĩ nhiên là sẽ được chuyển thể sang anime rồi. Mamahaha sẽ được thực hiện bởi Project No. 9, studio đã đem đến cho chúng ta tác phẩm cạo râu xong, nhặt gái về nhà, với nội dung có chút hơi ố dề khi người yêu cũ lại là con gái của mẹ kế. Đọc cái tiêu đề thôi cũng đoán được, cho nên chúng mình xin phép không được nhận xét thêm. Cùng đón xem anime vào mùa hè năm nay nhé! Và đó là những thứ khá hay ho đã xảy ra trong tuần vừa qua mà bọn mình đã tổng hợp được. Nếu thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau. À quên mất, bắt đầu từ số tiếp theo, chúng mình sẽ chọn ra một số câu hỏi của mọi người để giải đáp thắc mắc nha, miễn là trong tầm hiểu biết của chúng mình. Vậy nên là hãy comment các câu hỏi của các bạn dưới video ngay thôi.